Những năm qua, để tạo nguồn lực bảo vệ chăm sóc trẻ em, các cấp ủy đảng chính quyền toàn tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo vận động nhiều tập thể cá nhân tham gia đóng góp xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực và trở thành điểm tựa vững chắc về tinh thần và vật chất cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mồ côi cha mẹ từ lúc 2 tuổi, 12 năm nay, em Vũ Thị Hương ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên được ông bà ngoại nuôi dưỡng, cả hai ông bà đều có tuổi. Ông lại mắc bệnh tim, nguồn thu nhập chủ yếu từ làm nông nghiệp nên cuộc sống khá là khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm động viên của các tổ chức cá nhân tại địa phương, nhất là Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Hưng Yên, nên những năm qua, Hương luôn có cuộc sống ổn định. Khi bắt đầu cháu đi học ấy, thì được sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ và Trẻ Em đến giờ là gần 10 năm rồi. Tạo mọi điều kiện cho cháu, hai nữa là gia đình chúng tôi để nuôi dạy cháu bớt những cái gánh nặng. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em các cấp trong toàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tiền và hiện vật có tổng trị giá trên 10 tỷ đồng từ các đơn vị tổ chức cá nhân hỗ trợ và chăm lo cho 30.000 lượt trẻ em trên địa bàn. Riêng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh huy động được hơn 2 tỷ đồng phối hợp với các tổ chức cá nhân trao học bổng và xe đạp đến trường, hỗ trợ đột xuất phẫu thuật tim bẩm sinh, bảo trợ cho trên 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tặng quà gần 3.000 trẻ em vào các dịp như Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu. Với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tiến hành triển khai việc rà soát cái đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham mưu kịp thời với Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh triển khai hoạt động của quỹ làm sao đạt hiệu quả nhất. Tổ chức các cái hoạt động như trao tặng xe đạp, rồi trao tặng học bổng hay là hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em. Thì có những cháu phải phẫu thuật đến 2-3 lần, mức hỗ trợ là lên đến 200-300 triệu đồng. Hoàn cảnh của bố mẹ cháu thì khó khăn, không có quỹ bảo trợ trẻ em thì gia đình cũng không có điều kiện mà cho cháu đi phẫu thuật tim. Được quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ cho cháu, động viên cho cháu, làm động lực cho cháu để cháu phẫu thuật. Bây giờ cháu được khỏe mạnh bình thường. Hoàn cảnh nhà con rất là khó khăn, bố con thì mất sớm, mẹ thì đi lấy chồng, ông bà thì già. Con được quỹ bảo trợ trẻ em tặng xe đạp rồi tặng tiền, tạo điều kiện để cho con được đi học đến trường cùng với các bạn. Con rất cảm ơn ạ. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tỉnh và các địa phương đang tích cực vận động các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ để có thêm nguồn lực bảo trợ cho 600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hưng Yên cũng đang phấn đấu ngày càng có nhiều trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn cho cuộc sống, được chăm lo giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng những công trình an toàn giúp trẻ em có điều kiện vui chơi, phát triển toàn diện hơn.